năm Tạm sau Công Nguyên. Được bắt đầu bằng ngày Chủ nhật, tại một số nước phương Đông, năm Tạm sau Công Nguyên được gọi là năm Mậu Thìn, Cầm Tinh, Con Rồng. Một số sự kiện tiêu biểu trên thế giới vào năm Tạm sau Công Nguyên gồm: tại đế chế La Mã, ngày 3 tháng 8, thì bội Lý Ô Tư đánh bại người Y Lời Lý Á trên sông Danube. Thì bội Lý Ô Tư thiết lập một hiệp ước hòa bình với người Mã Khoa Mani, trong đó đế chế La Mã phải công nhận Mã Bạc Đức là vua của người Mã Khoa Mani. Châu Lê Á, cháu gái của hoàng đế Ốc Đài Duy bị đày tới đảo Đạc Lôi Mễ Đế vì bị cáo buộc ngoại tình. Nặc Ni Ô Tư và Phất Thùy Tư trở thành chấp chính quan La Mã. Ai Bì Lộ Tư trở thành người cai trị chính thức của bộ lạc A Đạc Lôi Ba Đạc, một bộ lạc chư hầu của La Mã, nằm ở miền nam đảo Anh. Tại Trung Hoa, Vương Mạng chỉ cho Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân khôi phục lại hệ thống tước hiệu quý tộc như trước, gồm Công, Hầu, Bá, Sơn và Nam. Tại Lượng Hà, A Thản Ba Lai Tư Nhì Thế, vua của Ca Lạc Khải Niệt chết. A Bì Nội Cao Tư Nhất Thế trở thành người kế vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên thích, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Gió Tháng 6 nhé. Còn bây giờ, thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.